Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Phương Thúy. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 1 tháng 10, một quan chức Ukraine xác nhận binh sĩ Nga đã tới được trung tâm thị trấn Oglodeda, một thành trì quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass. Video đăng tải hình ảnh một binh sĩ Nga vẫy cờ trên một nóc nhà cao tầng đã được hãng thông tấn Reuters của Anh xác nhận là phù hợp với đường phố ở Oglodeda. Giới chức Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin này và cũng chưa rõ quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn này hay chưa. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới lãnh đạo Liên minh quân sự này. Theo đó, ông khẳng định quyết tâm chuẩn bị cho Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương ứng phó với những thách thức trong tương lai, đồng thời cho rằng khối phải thực hiện những cam kết đã đưa ra với Ukraine về việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 1 tháng 10 cho biết ông đã đệ trình lên chính phủ nước này yêu cầu sa thải một loạt quan chức cấp cao dưới quyền của mình. Theo truyền thông sở tại, động thái mới nhất từ Bộ Quốc phòng Ukraine diễn ra khi giới chức nước này đang tìm cách tinh giản bộ máy và phòng chống tham nhũng trong bối cảnh Kiev đang phải đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga kéo dài suốt hơn 2 năm rưỡi qua. Ngày 1 tháng 10, Hàn Quốc đã bắt đầu buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tại căn cứ không quân ở Seongnam, phía nam thủ đô Seoul, với sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ cùng 340 trang thiết bị quân sự. Điểm nhấn của lễ diễu hành là việc ra mắt tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5. Hyunmoo-5 với biệt danh quái vật, nhờ kích thước khổng lồ và sức mạnh hủy diệt, có khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 8 tấn, có thể phá hủy các bong ke ngầm. Quân đội Israel ngày 1 tháng 10 công bố hình ảnh quân đội nước này bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở phía nam Liban. Đoạn video cũng cho thấy Israel phát hiện nhiều đường hầm của Hezbollah. Tuy nhiên, chiến dịch này của Israel đang vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến dịch ở Liban và Gaza. Hôm nay mùng 2 tháng 10, cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ là ông Jay Stevens của Đảng Cộng Hòa và ông Tim Walz của Đảng Dân Chủ đã diễn ra tại New York. Đây là cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên này và cũng có thể là duy nhất giữa hai đảng phái. Cuộc tranh luận trực tiếp kéo dài 90 phút diễn ra trong bối cảnh xung đột đang leo thang tại Trung Đông sau loạt tên lửa Iran nhằm vào Israel trước đó. Hôm nay mùng 2 tháng 10, chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đã đóng cửa các trường học, văn phòng làm việc và thị trường tài chính, đồng thời hủy tất cả các chuyến bay nội địa để ứng phó với cơn bão Krathon đang tiến về khu vực phía nam và phía đông của Đài Loan. Gần 40.000 binh sĩ đã sẵn sàng trực chiến cho các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền trong sáng sớm mùng 3 tháng 10 tại khu vực gần thành phố Cao Hùng hoặc Đài Nam. Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang dữ dội khi tối qua theo giờ địa phương, Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm, Iran tập kích tên lửa quy mô lớn trực tiếp vào Israel, đánh dấu bước đối đầu mới đáng lo ngại giữa hai cường quốc quân sự tại khu vực. Khoảng 19h35 phút ngày 1 tháng 10, tức 23h35 phút theo giờ Hà Nội cùng ngày, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam của Israel. Ước tính 10 triệu người dân Israel đã phải sơ tán, tìm nơi trú ẩn khi tên lửa rơi như mưa. Khoảng 1 giờ sau vụ tấn công, quân đội Israel thông báo người dân có thể rời nơi trú ẩn. Truyền thông nhà nước Iran khẳng định đã có 80% số tên lửa bắn trúng mục tiêu, trong đó có một số căn cứ không quân và trụ sở chính của lực lượng tình báo Mossad Israel. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã đánh chặn một số lượng lớn trong số khoảng 180 quả tên lửa các loại khác nhau mà Iran đã sử dụng tấn công Israel vào tối 1 tháng 10.
Hệ thống phòng không Israel đang hoạt động tốt, phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi đang đối phó nhiều loại mục tiêu khác nhau, do đó có khả năng cảnh báo được phát trên các khu vực rộng lớn. Quan chức này thừa nhận cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một số mục tiêu ở miền Trung và các khu vực khác ở phía nam Israel. Tới nay, có ít nhất 2 người Israel bị thương và 1 người Palestine tại bờ Tây thiệt mạng. Nhiều video cho thấy người dân ở thành phố Duyên Hải Tire của Liban cũng có thể nhìn rõ đợt tập kích tên lửa của Iran nhằm vào Israel. Iran tuyên bố cuộc tấn công là để đáp trả hành động của Israel nhằm vào các thủ lĩnh của Hezbollah và Hamas gần đây. Đích thân đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, đã ra lệnh tấn công. Trước đó vài giờ, giới chức Hoa Kỳ tiết lộ đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Iran đang chuẩn bị thực hiện vụ tấn công tên lửa đạn đạo vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm qua, Iran tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn, tấn công trực tiếp vào Israel. Trước đó, đêm 13 tháng 4, Iran cũng phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4, khiến 7 quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng. Đáng chú ý, ngay trước khi Iran tấn công tên lửa hôm 1 tháng 10, một vụ nổ súng và đâm dao đã xảy ra tại Jaffa, khu vực ngoại vi phía nam Tel Aviv, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Còn trong thời điểm diễn ra vụ tấn công, Israel, Iran và nhiều nước láng giềng đều thông báo tạm thời đóng cửa không phận. Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt tập kích, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn duy trì việc đóng không phận, trong khi nhiều nước đẩy nhanh việc sơ tán công dân. Tâm lý hoảng loạn cũng nhanh chóng lan rộng khi các nhà đầu tư lo ngại nguy cơ chiến tranh toàn diện tại Trung Đông làm các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh, trong khi giá dầu tăng vọt. Tại Iran, vài giờ sau đợt tập kích vào Israel, người dân Iran xếp hàng tại các trạm xăng để mua tích trữ nhiên liệu do lo ngại xung đột leo thang gây ra tình trạng khan hiếm. Theo truyền thông Iran, nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel với sự tham gia của hơn 100 tên lửa. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết trong cuộc tấn công này, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fatah. Truyền thông Iran công bố video ghi lại cảnh phóng tên lửa tấn công Israel và tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fatah 2. Theo đó, tên lửa đã nhắm mục tiêu thành công vào các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, đặc biệt là khẩu đội Arrow-2 và Arrow-3. Fatah là dòng tên lửa siêu thanh nội địa đầu tiên của Iran và mẫu Fatah 2 được giới thiệu lần đầu vào tháng 11 năm 2023 với tốc độ có thể đạt tới Mach 15, tương đương 18.375 km/h, đưa Iran trở thành một trong 4 quốc gia trên thế giới sở hữu vũ khí siêu thanh tiên tiến. Tuy nhiên, ông Trevor Bone, một cựu kỹ thuật viên cấp cao về vũ khí nổ của Lục quân Hoa Kỳ, hoài nghi khả năng Iran sử dụng Fatah 2 bởi đây là một trong những tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran và hoàn toàn có khả năng Israel có thể hiểu được cơ chế hoạt động của tên lửa này từ các mảnh vỡ. Trong khi đó, từ các hình ảnh và video về cuộc tấn công, một số chuyên gia nhận định các mảnh vỡ phù hợp với các biến thể của tên lửa Shahab-3 như là EMAT hoặc GRAD. Tên lửa Shahab-3 là nền tảng cho tất cả các tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran sử dụng nhiên liệu lỏng. Shahab-3 là tên lửa đạn đạo đầu tiên của Iran có thể vươn tới Israel. Lầu Năm Góc cũng đánh giá nếu đợt tập kích hồi tháng 4 chủ yếu là các UAV dễ đánh chặn, thì đợt tập kích đêm 1 tháng 10 bao gồm số lượng tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi và khó đánh chặn hơn. Điểm khác biệt nữa là Israel chỉ biết về đợt tấn công ngay trước khi Iran phóng loạt tên lửa đầu tiên, trong khi hồi tháng 4 Israel đã có vài ngày chuẩn bị cho đợt tập kích của Iran. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định cuộc tấn công tối 1 tháng 10 là phản ứng hợp pháp, hợp lý và chính đáng, trong khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công nghiền nát nhằm vào Israel nếu nước này có ý định trả đũa. Nếu nhà nước Do Thái muốn làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, thì hoạt động tấn công tối nay sẽ được lặp lại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần và tất cả cơ sở hạ tầng của Israel sẽ là mục tiêu. Thiếu tướng Bagheri khẳng định Iran vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết và chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel chứ không phải cơ sở hạ tầng kinh tế, công nghiệp hay dân thường. Phát biểu tại cuộc họp của Nội các An ninh ở Jerusalem ngay sau khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá cho điều đó. Giới quan sát đánh giá dù Israel quyết định làm gì để đáp trả,
cũng có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Vào tháng 4, Israel đã chọn phản ứng hạn chế sau khi Hoa Kỳ kêu gọi kiềm chế. Nhưng lời lẽ mà các quan chức Israel sử dụng ngày 1 tháng 10 cho thấy phản ứng lần này có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Iran đã thực hiện một hành động nghiêm trọng vào đêm nay, đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang. Chúng tôi sẽ hành động trả đũa vào thời điểm và địa điểm chúng tôi quyết định, theo chỉ thị của cấp chính trị. Iran sẽ phải trả giá vì cuộc tấn công này. Chúng tôi đang và sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ người dân Israel. Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Chính phủ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng ta. Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, đã chỉ thị cho các đại sứ nước này thông báo cho các quốc gia về việc Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực đối với cuộc tấn công của Iran. Israel cũng tiến hành đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut ở Liban trong rạng sáng ngày 2 tháng 10. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là sự leo thang đáng kể, nhưng nhận định nó đã bị đánh bại và không hiệu quả, một phần do sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ trong việc đánh chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã thảo luận với người đồng cấp Israel về cuộc tấn công và hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra sau đó đối với Iran. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder không giải thích thêm về những hậu quả đó sẽ là gì, cũng như liệu Hoa Kỳ có hỗ trợ Israel tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran hay không. Trước đó, Hoa Kỳ đã điều thêm 3 phi đội máy bay chiến đấu tới Trung Đông, tăng gấp đôi số lượng tiêm kích trong Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM cùng vài nghìn nhân sự đi cùng. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng được duy trì hiện diện trong khu vực. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã họp khẩn trong phòng tình huống, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel. Trong khi đó, Anh, Đức và Pháp đều khẳng định vụ tấn công của Iran là động thái leo thang nguy hiểm và đẩy khu vực Trung Đông vào bất ổn. Trong khi đó, phong trào Hamas tại dải Gaza cũng như lực lượng Houthi ở Yemen đều bày tỏ ủng hộ vụ tấn công của Iran, khẳng định đây là thông điệp mạnh mẽ nhằm răn đe các hành động gây hấn của Israel trong khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên lịch họp khẩn cấp vào sáng 2 tháng 10 để giải quyết tình hình leo thang ở Trung Đông. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tại Mexico ngày 1 tháng 10, Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum đã tuyên thệ nhậm chức, qua đó trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này cũng như khu vực Bắc Mỹ. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Tổng thống Sheinbaum khẳng định chính phủ sẽ tập trung vào các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ ổn định kinh tế, cũng như đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy tại nước này. Chúng tôi sẽ duy trì chính sách tài khoá có trách nhiệm và tỷ lệ nợ trên GDP hợp lý. Chúng tôi sẽ thúc đẩy đầu tư công và đầu tư tư nhân. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ công bố chiến lược năng lượng quốc gia, trong đó có các khoản đầu tư mới và chuyển đổi năng lượng sang các nguồn năng lượng tái tạo. Cũng trong bài phát biểu, tân Tổng thống Sheinbaum cam kết sẽ nâng cao quyền lợi và vị thế của phụ nữ, những người vốn chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Sự kiện nhậm chức của nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico được đông đảo người dân nước này đón nhận với nhiều kỳ vọng. Tôi hy vọng rằng chính phủ mới sẽ giúp đất nước phát triển, thúc đẩy một số lĩnh vực như là phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và đặc biệt là giải quyết vấn đề an ninh. Giống như tất cả người dân, tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Mexico, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tích cực, đặc biệt là vấn đề an ninh, kinh tế và bình đẳng giới. Bà Sheinbaum đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico, cũng như khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nữ lãnh đạo 62 tuổi này sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong nhiệm kỳ 6 năm tới.